Đây mình có cái tựa lưng là nó cong hai bên. Một cạnh, hai, ba, bốn. Đây có cái nút thì phải có điểm, phải có cạnh. 5, 6, 7, 8, 9. Nó sẽ có 9 cái cạnh như thế này. Cạnh góc á, mình mới ra được cái điểm. 9, connect vô. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cái khoảng cách, coi thử khoảng cách của nó có đều hay không nha. Khoảng cách tổng và khoảng cách từng cái rãnh như này. Rồi, ngang này 1, 2, 3. 1, 2, 3 thì ở dưới này, coi phần đây và phần đây nó bằng nhau hay không. Nếu bằng á, thì mình sẽ chia cho nó bằng. Còn nếu ở dưới nó dài hơn thì mình sẽ chia bắt đầu từ trên này đi lên. 1, 2, 3. 3. Rồi. Cái góc cong sẽ làm góc cong đã. Cái này symmetry được không? Được. Xóa một nửa đi. Cái bài vợt đưa về, bấm insert. Kéo qua. Symmetry. Flip 0.01. Thế lệnh sim hầu như hình nào cũng dùng đúng không? Rồi, cái đường này á là nó không phải bắt đầu ngay chỗ góc cong. Như thế này là nó đang bắt đầu ngay góc cong này. Nhưng mà đường này là của cái thằng này đúng không? Chứ không phải của thằng này. Thì trường hợp này là đúng rồi. Chứ đừng nhầm nghe. Chứ nhìn thấy ở đây đây có cái cạnh. Mình nhìn vào đây có cái cạnh, mình cứ nghĩ là nó của cái thằng lưới này là không phải. Lưới này nó đây đó, nằm ở đây nè. Góc cong ở đâu mình coi, bắt đầu nó cong ở đây tới đây thì cái góc này là một gần như là một cái góc vuông, đưa ra hình vuông lộn rồi, chỉnh dưới này nha. Tắt cái sâu kết này nhìn cho rõ. À, để hòm hòm ra cái form thôi đã. Dưới này chặn cái cạnh lại. Chặn cạnh trước, cạnh sau để turbo lên thử nó xem nó ra cái hình gì. Turbo. Rồi, coi cái góc nó được hay chưa? Chưa được nè. Rồi, tạm vào đây. Muốn cái góc này nó không cong nhiều thì mình phải chặn ở đây. Nhưng mà cái này là nó cũng đang hơi đổ vô trong luôn thì không cần chặn cạnh luôn, hình này không cần chặn cạnh. Rồi, bây giờ thêm nút thôi, thêm lỗ này thôi. Nó sẽ có hai lớp, một lớp là cái lỗ lõm xuống và một lớp là của cái phần đè lên trên, phần nút, phần cái đường này. Bây giờ mình sẽ làm cái phần xung quanh, phần lõm. Vẽ vô trong đầu á. Lấy snipping tool này nè, chụp lại mình vẽ thử. Điểm ở đây, cái này nó hơi hơi cao này, cái này hơi thấp lại, mình phải đẩy này lên trên nè. Rồi, nút ở đây, một nút này nối vào đây đúng không? Sẽ sai đúng không? Tại vì nút này nằm giữa, đường nằm giữa. Mà chỗ này mình không có. Coi lại thử. Này nó vào đây. Rồi đúng rồi đó. Cái nút kia nằm ở bên này. Tại vì đường giữa này nằm ở đây mà. Nằm ở đây. Rồi mình thì mình chỉ cần chọn điểm, những cái điểm ở đây thôi. Những điểm này. Rồi chọn.
là đang làm mặt trước hệ là chọn mặt trước thôi chứ đừng có quét chuồng nha. Rồi phần này, phần này á, thì tốt nhất là mình nên để một cái symmetry vô luôn, làm ở trên symmetry, làm trên đây chấm phơ để cho nó ra cạnh hai bên như này. Rồi chọn cái mặt, bây giờ làm cách nào để chọn cùng nhấn một cái thôi là nó chọn được hết tất cả các mặt, mời chỉ rồi đó, nhấn gì xí gì similar modify section similar là nó chọn tất cả những cái mặt giống nhau. Bây giờ được chọn thủ công nữa, chuột phải, lệnh gì để làm sâu xuống dưới mà nó bóp cái mặt lại. Bevel, thực ra extrude cũng được, nếu như mà ai mà thao tác mình làm quen rồi thì mình kéo xuống này rồi xong scale lại à. Nhưng mà khi làm cái trường hợp này á, sẽ có trường hợp là những cái mặt này nó không scale tại vị trí đó mà nó scale tại vị trí này, có nghĩa là nó bị bóp đẩy qua này, thì cứ dùng bevel là chắc ăn nhất. Bóp lại à, mình đang tạo cho nó một cái lowly để nó có một cái độ dốc xuống. Rồi turbo lên coi thử ra cái gì. Rồi sơ sơ ra hình rồi đó, phần này nó phải hơi cong đúng không, nó cong theo cái nhìn mặt lab là nó sẽ cong theo kiểu này đúng không. Rồi nối lưới vô, mình nối lưới vô đây, nối lưới lại thì mình mới làm được cái rãnh, chứ không có lưới ở đây thì đâu làm rãnh được. Đây là có lưới. Rồi, ở mấy cái phần như thế này nó sẽ nhô lên này, cao lên. Cái mặt này nó cao lên. Ở bên này sim thì không cần làm ở bên này. Bật turbo lên để kiểm tra. Xíu thôi, những phần này xíu nữa mình sẽ cũng sẽ làm nhô lên để cho nó phù hợp với lại bề mặt. Rồi giờ cạnh nó có cái rãnh, mình sẽ chỉ chọn, không biết là cái hình này nó có lên tới đằng sau không, có mặt ngang không này. Này rồi làm tới đây luôn, xíu nữa mình chỗ này xử lý sao bị tách nó ra tạo ra một mặt khác, nó có một cái đường nổi lên, crisp nổi lên rồi nó sẽ che khuyết điểm ngay tại đây. Cái này có một cái lệnh là chưa chỉ mọi người đó, ignore backfacing. Rồi ngang để sẵn turbo extrude xuống,
bên này kệ, bên này chút nữa mình sẽ Siri qua mà. Này à, đang nói nào Khánh? Rồi, này tới đây thôi thì bỏ đi, bỏ tới đây thôi. Ở dưới mình không thấy được cái rãnh mà cần là cần có cái uốn cong như này nè, thì cho nên mình sẽ phải mở rộng cái miệng nó ra chút. Đây là trước khi turbo, mở rộng ra, mở rộng ra này xíu thôi, cái này âm xuống dưới xíu thôi để cho nó có cái hiệu ứng là cong như này. Xíu thôi nha, này xíu thôi. Rồi. Rồi bây giờ làm cái đường rãnh ở đây. Chọn ở trên này. Chọn lại cạnh. Grid shape. Đây là cái shape được grid từ hồi nãy, hoặc là grid shape từ cái turbo nha. Lên turbo. Mình sẽ grid shape ở đây ra. Rồi bên kia sim qua mình làm một bên này thôi. Phía sau nữa mình xóa đi, xíu mình xóa đi. Về một tóc mình xóa cái này đi. Ở đây cần thì mình để lại, còn không cần thì xóa đi thôi. Nên là chọn cạnh để xóa thì chứ đừng có chọn điểm. Rồi, chỉnh lại mấy cái vô ly để cho nó phù hợp, chỗ nào nhỏ chỗ nào to, thêm nút vô. Giảm lưới lại của mấy cái nút này, nay để tầm khoảng 12 tới 16 là vừa rồi. Nút bẹp chứ không có phải là hình cầu. Bẹp lại. Copy instant nha. Mấy cái đoạn chỗ cái chỗ này nối này, mình phải làm cho nó lún sâu vô trong xíu chứ đừng có để cho nó vừa khít khớp với lại cái hộp lên vật liệu là bị lỗi. Rồi cứ làm lỗi đi rồi chỉ sửa sau. Rồi, quay lại cái chỗ này. Bây giờ ở trên cái bề mặt này này, mình extrude tới đây đúng không? Thì mình phải collapse này lại để cho nó không có bị lỗi ở cái này. Nếu mà không là bị nhô này. Nó bị nhô lên.
cô lắp lại. Nó là hết. Rồi. À, là cái tấm lưng. Những cái phần này mình kéo điểm lên để cho nó hơi phồng xíu nữa, nhìn cho nó giống. Ở cả phần này nó cũng phải hơi cong như thế này. Thêm cạnh vô. Kéo cong này thôi. Làm phòng. Rồi, ok, đó là làm cái đường rãnh. Rồi mọi người làm bài tập nếu mà có vấn đề gì thì hỏi luôn này. Làm cái ghế hình tròn trước, hình này làm sao nha.